Vậy là trailer tập cuối của Đấu La Đại Lục Song Thần Chi Chiến đã được Tencent cập nhật. Trong trailer của tập này, hình ảnh hài thần Đường Tam đã bị hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhậm Tuyết giết cũng đã được tiết lộ. Gia Lăng Quan chính thức thất thủ, Bỉ Bỉ Đông đã chính thức trở thành La Sát Thần, cầm trên tay thành Thất Sát Ma Liêm, cùng với Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhậm Tuyết tiến tới tấn công Đường Tam. Đường Tam không thể chống lại sự tấn công của hai vị thần, cuối cùng bị Bỉ Bỉ Đông bóp nát trái tim mà chết. Sau khi Đường Tam chết, Tiểu Vũ cũng không muốn sống một mình, nàng sẵn sàng chết vì người mình yêu, chết cùng Đường Tam. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Tiểu Vũ đã bị ma liêm trên tay của Bỉ Bỉ Đông chém ngang bụng, máu tươi cuồng phun. Sự lấy khắc thất quái, mặc dù trong trailer chỉ thấy sự lấy khắc thất quái nằm bất động, nhưng cũng có thể đoán ra một phần. Nếu Tiểu Vũ cũng bị Bỉ Bỉ Đông chém một kích, vậy thì số phận của sự lấy khắc cũng có thể đang gặp nguy hiểm. Sau khi Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát Thần, sức mạnh của bà ta đã được cải thiện rõ rệt. Sau khi Bỉ Bỉ Đông đến Gia Lăng Quan, đó cũng là một khảo nghiệm để bà ta hấp thụ hồn hoàn đã chết của những chiến sĩ để tăng tốc độ thành thần của bà ta và số thành công đột phá cảnh giới 100 cấp. Sau khi Hải Thần Đường Tam đến Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông sở đã trở thành La Sát, còn có sự giúp sức của Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhậm Tuyết, cả hai hợp lực đối phó với Đường Tam dưới sự tấn công tổng hợp của hai vị thần. Hải Thần Đường Tam không còn sức chống cự, chịu một kích của ma liếm còn bị mụ tà bóp nát trái tim, linh hồn tàn nát, Hải Thần Đường Tam vẫn lạc. Sau cái chết của Đường Tam, Đường Hạo và lão sư Ngọc Tiểu Cường cũng đã mất hết hy vọng, quỳ xuống trong đau khổ. Ông tự trách mình đã không làm tròn trách nhiệm của người cha suốt bao năm qua. Nếu có thể, ông thả chết vì Đường Tam cũng được, nhưng điều đó là không thể. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông quá mạnh. Ngay cả khi Đường Hạo đã xuất ra 9 cái hồn hoàn kết hợp với tà khoản cùng một lúc, một đòn công kích này phải nói là mạnh nhất từ trước tới giờ của Đường Hạo. Một kích này đã tiếp cận sức mạnh của cấp thần, đã khiến Bỉ Bỉ Đông phải khiếp sợ. Thế nhưng để giết được Bỉ Bỉ Đông thì đó là điều chưa thể. Ở dưới phía đất, rất nhiều xác của các chiến binh không ngần ngại hy sinh mình để bảo vệ đất nước nằm đó. Trong số đó, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tà và Chu Trúc Thanh của Sử Lê Khắc cũng đã bất tỉnh nằm dạp dưới đất. Có vẻ như họ cũng bị Bỉ Bỉ Đông đánh bại. Và sau khi thấy Đường Tam bị Bỉ Bỉ Đông giết, Tiểu Vũ không thể chấp nhận nó, thậm chí còn lao lên chiến đấu với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng với sức mạnh của Tiểu Vũ, hoàn toàn không phải là đối thủ của bà ta. Thất Sát Ma Liêm trong tay của Bỉ Bỉ Đông cũng là thần khí. Tiểu Vũ chỉ là một phong hào đấu la cấp 96. Sức mạnh của một con người hoàn toàn không thể cạnh tranh với thần. Tiểu Vũ tự nhiên biết điều này. Hiện tại Đường Tam đã chết, nàng không muốn sống một mình. Tiểu Vũ chọn cách chết cùng với tình yêu của mình, đi đến một thế giới khác với Đường Tam. Thế là Tiểu Vũ trực tiếp lao tới tấn công Bỉ Bỉ Đông. Sau khi Tiểu Vũ lao lên, cô ấy đã bị một nhát chém chí mạng từ thanh ma liêm trên tay của Bỉ Bỉ Đông. Nó chém ngang bụng, máu tươi cuồng phun, cơ thể bắt đầu từ từ hạ xuống, bụng cũng đã chảy máu. Có vẻ như Tiểu Vũ cũng đã cam chịu. Sau khi nhận đòn từ La Sát Thần, Tiểu Vũ chấp nhận cái chết này. Thế nhưng cuối cùng Đường Tam sẽ sống lại, sau đó Tiểu Vũ nhất định sẽ không sao cả. Quả thực trong nội dung của tiểu thuyết, muốn phục sinh Đường Tam, điều đầu tiên cần phải làm đó chính là sửa lại được trái tim, sau đó định hình lại linh hồn, Đường Tam mới có thể được phục sinh. Trong cốt truyện gốc, chính Áo Tư Tạp và Chữ Vinh Vinh đã sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ thần quang phục sinh để hồi sinh hải thần, định hình lại trái tim của Đường Tam, phục sinh thân thể. Rồi mọi người của Thiên Đấu Đế Quốc và đảo Hải Thần cầu nguyện để cho Đường Tam xây dựng lại linh hồn của mình. Và rồi Hải Thần Đường Tam đã được phục sinh. Thế nhưng bây giờ ở trong trailer, Áo Tư Tam đã bị trọng thương nghiêm trọng. Như vậy có thể phỏng đoán việc Đường Tam sống lại là nhờ Tu La Thần. Tu La Thần đã để linh hồn của Đường Tam đến thần giới, nếu không Đường Tam sẽ hoàn toàn gục ngã. Sau khi Đường Tam chết, Bỉ Bỉ Đông cho Thiên Đấu Đế Quốc 3 ngày để đầu hàng. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ ra 3 ngày sau Đường Tam sẽ sống lại. Sau khi sống lại, Đường Tam tấn thăng thành Tu La Thần, một vị thần vương có thể chiến đấu chống lại hai vị thần chi cấp 1. Và sau cùng, Đường Tam đã giành được chiến thắng cuối cùng trong trận chiến đó. Và chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Giang Kim. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.